chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Bên cạnh những thông tin mới, thiết thực, hữu ích liên quan đến các vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chương trình 365 ngày chuyển động còn chia sẻ đến quý bà con những mô hình sản xuất hiệu quả, những câu chuyện nhà nông rất thú vị. Và trong ngày hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật nào? Xin mời quý bà con cùng đồng hành với chúng tôi trong 15 phút của chương trình. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Nam Đông phân bổ 210 tỷ đồng kinh phí để thực hiện. Giá bán tăng cao, huyện Bảo Lâm mỗi năm trồng mới hơn 300 hectare sầu riêng. Nhiều địa phương căng thẳng nước tưới ngay từ đầu vụ lúa hè thu 2019. Mở đầu nội dung của 365 ngày chuyển động hôm nay sẽ là những thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý bà con, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn, huyện Nam Đông đã phân bổ 210 tỷ đồng kinh phí để thực hiện các nội dung đề án. Trong đó, nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất là 58 tỷ đồng, tín dụng ưu đãi phục vụ phát triển sản xuất là 60 tỷ đồng, đầu tư hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng là 90 tỷ đồng. Nhờ vậy, từ năm 2014 đến nay, Nam Đông đã thực hiện tái canh và ghép cải tạo khoảng 1.800 hectare vườn cà phê già cỗi năng suất thấp. Sâu tái canh cho năng suất từ 4 đến 5 tấn trên 1 hectare. Bên cạnh đó đã chuyển đổi được 100 hectare trồng bắp ven suối năng suất thấp sang trồng dâu nuôi tầm cho thu nhập cao gấp 3 đến 4 lần. Chuyển đổi 70 hectare cà phê già cỗi năng suất thấp sang trồng rau theo hướng tiếp cận ứng dụng công nghệ cao, trồng chuối La Ba xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và cây dược liệu cho thu nhập cao gấp 4-5 lần. Ngoài ra còn trồng xen 237 hectare cây ăn quả trong vườn cây cà phê, 130 hectare cây mắc-ca trên đất lâm nghiệp. Qua khảo sát, tại huyện Đạ Tẻ có hơn 4.000 hectare cây trồng có giá trị thu hoạch dưới 50 triệu đồng trên 1 hectare, chủ yếu là đất nông nghiệp trồng điều khoảng 3.500 hectare, đất lúa chưa chủ động được nguồn nước và đất vườn tạp khoảng 400 hectare. Riêng đối với cây điều là cây trồng chiếm hơn 40% diện tích đất canh tác của huyện, nhưng hiệu quả kinh tế đạt rất thấp với khoảng trên 30 triệu đồng 1 hectare. Trước tình hình đó, huyện đã chú trọng đẩy mạnh, chuyển đổi sang trồng dâu, nuôi tầm, mía đường cao su ở địa hình độ dốc cao hơn khuyến cáo trồng tre tầm vông, trồng tràm lấy gỗ. Riêng đối với cây ăn quả, huyện chỉ khuyến cáo nhân dân trồng ở khu vực có điều kiện phù hợp về thổ nhưỡng và địa hình. Vì vậy, từ năm 2016 đến nay, huyện đã thực hiện chuyển đổi được hơn 1.600 hectare trên 4.000 hectare đất sản xuất có giá trị dưới 50 triệu đồng trên 1 hectare, giảm được 40% diện tích. Trong đó, trên đất trồng điều hiệu quả thấp giảm 1.395 hectare, trên đất lúa bấp bênh nguồn nước và vườn tạp giảm hơn 200 hectare. Thưa quý vị, theo Phòng Nông nghiệp huyện Bảo Lâm cho biết, hiện nay diện tích trồng sầu riêng trong huyện đang tăng lên rất nhanh với gần 1.900 hectare. Trong đó, diện tích trồng mới mỗi năm tăng hơn 300 hectare. Đây cũng là tình hình chung của nhiều huyện ở Lâm Đồng. Sở dĩ có sự tăng cao về diện tích sầu riêng này là do giá bán sầu riêng tăng cao trong thời gian trở lại đây. Cụ thể, sầu riêng ghép các giống Thái Lan được thương lái thu mua tại vườn dao động từ 57.000 đến 60.000 đồng một ký, ri sáo từ 38.000 đến 42.000 đồng một ký. Trong lúc đó, giá trị một số loại cây trồng khác như điều, cà phê đều xuống thấp. Tuy nhiên, ngành chức năng huyện Bảo Lâm nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung khuyến cáo người dân nên thận trọng khi phát triển trồng sầu riêng quá nhiều, sẽ khó khăn về đầu ra trong thời gian tới khi cung vượt quá cầu. Liên tục chương trình, độc đáo hệ thống tưới phun 3 trong 1 của nhà vườn sầu riêng nông dân miền Tây. Chuyên mục con số hôm nay, nông nghiệp duy trì tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành 6 tháng đầu năm đạt khoảng 2,7-2,9%. Chuyên mục chuyện nhà nông, làm gì để phòng chống bệnh virus trên cây trồng? Nắng nóng kéo dài liên tục trong những ngày qua đã khiến cho tình hình thiếu nước xảy ra ngay từ đầu vụ lúa hè thu tại tỉnh Phú Yên. Tình hình này đang ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây lúa và nguy cơ bị thiệt hại nếu mùa mưa năm nay đến sớm. Phản ánh tại các vùng cuối nguồn nước thuộc hệ thống thủy nông Đồng Cam. Chiều ngày 18 tháng 6, có mặt tại địa điểm ở cuối nguồn thuộc hệ thống kênh Chính Bắc, hệ thống thủy nông Đồng Cam thuộc xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa. Nhiều nông dân ra thăm đồng rồi lại thất vọng trở về, lúc này vẫn chưa có nước để làm đất xuống giống. So như mỗi năm là nay là muộn hơn nửa tháng rồi. Chỗ miết vậy là cái đồng này là cái đồng lọc sâu. Mà thu hoạch nay xả là thu hoạch khoảng là cuối tháng 8 là cái bị mưa rồi. Nếu bị mưa là cá dây độc đây là hư hết. Năm nào cũng bị hư hết. Mà nắng hạn giờ mình ráng chịu mà tưới làm được không có thôi làm sao.
Với những diện tích lúa hè thu năm 2019 đã xuống giống thì gặp phải tình trạng nước sánh không được cấp kịp thời. Lẽ ra lúa sau sạ khoảng 5 ngày phải cấp nước sánh để bón thúc. Nước không cấp kịp khiến chân ruộng nứt nẻ, cây lúa non khô héo. Vâng, đắng hạn là hai từ mà nhiều nông dân các tỉnh ven biển miền Trung mỗi lần nhắc đến là lo sợ trong những ngày này. Và không chỉ nông dân Phú Yên, mà hiện tại tỉnh Quảng Bình, tình trạng thiếu nước tưới và thậm chí là nước sinh hoạt cũng đang diễn ra ngày một nghiêm trọng. Hiện đã có hơn 1.000 hecta gieo cấy vụ hè thu tại Quảng Bình bị ảnh hưởng nặng nề do hạn. Hiện tại, các biện pháp cung cấp nước tưới tiêu đã được thực hiện. Tuy nhiên, do nhiều hồ đập bị cạn, nên nếu không có mưa trong khoảng 10 ngày tới, nguy cơ mất trắng những diện tích sản xuất nông nghiệp là rất cao. Huyện Quảng Trạch là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng của tình trạng hạn hán tại Quảng Bình. Theo kế hoạch vụ hè thu là 3.400 hecta. Tuy nhiên, các địa phương chỉ gieo trồng được 2/3 diện tích. Tuyến kênh kịa dài hơn 15 km, có nhiệm vụ tiêu lũ và tích nước phục vụ gieo cấy hè thu trong huyện đã cạn khô. Từ đầu năm đến nay, mưa ít và nắng nóng lên đến 40 độ kéo dài, khiến người dân ở các địa phương căng mình chống chọi hạn hán. Xã mà có cái nguồn nước là từ cả không khí tự nhiên thì là huyện cũng đã là chỉ đạo các cái địa phương là có cái nguồn nước phối quy, kể cả các khu mà có nguồn nước chết trong hồ thì là các địa phương cũng đã là sử dụng các cái máy bơm dầu giả chiến để mà hút nước. Từ đầu vụ hè thu đến nay, công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình đã triển khai việc chống hạn khẩn trương và gấp rút cho các diện tích lúa có nguy cơ hạn hán. Tại các huyện phía bắc của tỉnh Quảng Bình, công ty đã triển khai 7 cụm bơm với 12 máy bơm để đưa nước ở các hói, rào nhỏ vào hệ thống kênh chính dẫn về ruộng để phục vụ tưới tiêu cho ruộng đồng. Trước tình hình hạn hán xảy ra trên diện rộng ở Quảng Bình, các cơ quan chức năng cho biết đang xin kinh phí hỗ trợ chống hạn từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhằm cứu hạn khẩn cấp cho nông dân. Chuyển sang một câu chuyện cũng liên quan đến vấn đề tưới nước. Tuy nhiên, không phải là thiếu nước tưới mà là câu chuyện về việc áp dụng công nghệ trong tưới nước cho cây trồng rất đáng học hỏi. Vâng, trong điều kiện thiếu nhân công lao động như hiện nay, việc chăm sóc vườn cây ăn trái của nhà vườn gặp nhiều khó khăn, nhất là khâu phun thuốc để phòng trừ dịch hại và tưới nước cho cây, vừa đòi hỏi phải kịp thời, vừa yêu cầu phải có tay nghề nhất định. Từ thực tế trên, nhiều nông dân trồng sầu riêng tại xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng thành công hệ thống tưới đa năng. Đây là khu vực trồng sầu riêng lâu năm, rộng 1 hecta của ông Đoàn Văn Tám, ngụ tại ấp Hòa Lộc 2, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Nếu như trước kia, việc tìm kiếm nhân công gặp nhiều khó khăn và tốn nhiều chi phí, thì kể từ khi áp dụng hệ thống tưới với chức năng phun thuốc bảo vệ thực vật, tưới nước và cung cấp dinh dưỡng cho cây từ gốc, ông cũng như nhiều nhà vườn khác trong khu vực canh tác rất khỏe. Theo đó, hệ thống này bao gồm hai bộ phận chính là phần điều khiển trung tâm và phần phun tưới. Trong đó, bộ điều khiển trung tâm với máy bơm chuyên dùng có công suất 2 kW, hệ thống tăng áp, bộ phận lọc dung tích 1.000 lít để pha dung dịch phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật. Còn bộ phận tưới phun gồm các van, co, đường ống PVC, dây thun PE và bếp phun sương, bếp phun mưa. Tùy theo tán cây mà ông Tám sẽ bố trí mật độ từ 1 đến 2 bếp phun sương trên một cây hay 2 đến 5 bếp phun mưa trên một gốc. Nhưng mà trước mắt là mình phải đặt cái motor, rồi nhưng mà ở dưới có cái lớp bê dưới kinh, rồi để cho nó hút nước lên, vận hành lên bồn, đóng khóa lại bắt đầu mở cho nó trộn thuốc, rồi bắt đầu chuẩn bị mở khóa ra xịt thuốc, vừa vận hành xịt thuốc vừa trộn thuốc luôn. Ông Tám cho biết thêm, chi phí đầu tư cho hệ thống phun đa năng 3 trong 1 vào khoảng 53 triệu đồng, tức trung bình hơn 5 triệu đồng trên 1.000 mét vuông. Khi vận hành, ông chỉ mất 9 phút để xịt thuốc và 4 đến 5 phút để tưới dưới gốc ướt toàn mảnh vườn. Qua đó giảm chi phí thuốc hơn 500.000 đồng trên 1 hecta một lần phun và giảm tiền thuê nhân công 700.000 đồng 1 hecta trên một lần phun. Đặc biệt, ông Tám có thể phun cho từng líp, thậm chí chỉ phun một hoặc vài cây thông qua đóng mở các van trên hệ thống. Từ đây, nhiều bà con trong hợp tác xã nông nghiệp Hưng Lợi cũng học hỏi và áp dụng cho vườn nhà mình. Theo đó thì số thành viên của hợp tác xã là 24 người. Với cái diện tích là 25 hecta, từ cái việc áp dụng các cái mô hình này đạt cái hiệu quả rất là cao, tăng từ 15 cho tới 20% so với cái chuyện mà làm thủ công. Bên cạnh các lợi ích trên, hệ thống phun tưới đa năng còn giúp người dân trồng sầu riêng chủ động trong việc phòng trừ dịch hại như thối gốc, chảy mủ, hạn chế hiện tượng rửa trôi phân bón hoặc dinh dưỡng trên lớp đất mặt, đồng thời tránh tình trạng đóng váng mặt đất so với tưới phun thủ công theo tập quán thông thường.
Quý vị và quý bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động, và trong nội dung tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục con số hôm nay. Tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 2,7-2,9%. Thưa quý bà con, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn ngành nông nghiệp đã duy trì tăng trưởng khá, dù đối mặt rất nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm nay, ngành nông nghiệp phải đối mặt với thời tiết bất thường, tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán một số nơi ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, thị trường nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản giảm giá, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi bùng phát và diễn biến phức tạp. Tuy vậy, nhiều lĩnh vực sản xuất vẫn đạt kết quả cao. Tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm đạt khoảng từ 2,7-2,9%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 19,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ cấu ngành hàng, sản phẩm xuất khẩu đã thể hiện khá rõ về tăng tỷ trọng các ngành có lợi thế và thị trường như thủy sản, rau quả, các loại cây công nghiệp giá trị cao, giảm các ngành hàng đang có xu hướng dư cung. Toàn ngành đặt mục tiêu giữ vững đà tăng trưởng 6 tháng cuối năm. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông. Thưa quý vị, bệnh đốm héo, sọc thân trên hoa cúc là một loại bệnh mới xuất hiện vài năm trở lại đây. Bệnh ban đầu xuất hiện những đốm vàng trên lá và các sọc màu đen trên thân dẫn đến cây khô dần và chết. Điều đáng nói là bệnh hiện chưa có thuốc đặc trị và đang tiếp tục gây hại trên cây trồng. Do đó, câu hỏi làm gì để phòng chống bệnh này đang được người nông dân hết sức quan tâm. Vườn hoa cúc của ông Nguyễn Đình Kỳ, làng hoa Thái Phiên, thành phố Đà Lạt đang bước vào thời kỳ cho bông. Tuy nhiên, bệnh đốm héo, sọc thân đã khiến vườn hoa của ông bị hư hại đến 70%. Sự thua lỗ trong đầu tư là chắc chắn, nhưng nỗi lo lớn nhất của người nông dân là bệnh chưa có cách phòng trừ và tiếp tục lây lan ra diện rộng. Thì vườn này thì tôi sản xuất cũng là trên dưới 20 năm. Tôi cũng có đi tập huấn về các cái chương trình khuyến nông về, cũng có hướng dẫn. Nhưng mà rồi thì thấy nó cũng không có kết quả. Cho nên theo kinh nghiệm nông dân người ta làm đấy thì là cứ người ta bày, người này bày qua người khác thì cũng mua nhiều loại thuộc để tổng hợp lại để mà có trị cái bệnh đó thôi. Lời khuyên nhà chức năng dành cho các nông hộ là nên luân canh sang loại cây trồng khác ngoài hoa cúc, nhưng hầu như không nông hộ nào thực hiện do ngại tiếp cận kỹ thuật sản xuất và tìm thị trường tiêu thụ mới. Trên cái nền đất đã luân canh bông cúc nhiều năm thì cái thực trạng như vậy đất thì chúng tôi phải bỏ ra những thời gian những phải là 5-6 tháng khi mà có thuật, thì đây là một cái khó cho người nông dân. Tại vì khi mà chúng tôi sử dụng thuốc thì đang còn tồn dư luôn. Mà khi mà chuyển đổi quá để mà những cái để mà làm thì nó rất là khó. Dịch bệnh sọc thân đen trên cây hoa cúc là do một loại virus đốm héo cà chua TSDKV gây hại. Hiện chưa có thuốc đặc trị. Đây là dịch bệnh mới xuất hiện nhưng gây thiệt hại lớn trên cây hoa cúc, cà chua và rau coron. Theo ngành nông nghiệp Lâm Đồng, hiện bệnh đang gây hại trên 250 hectare, 3 loại cây trồng nói trên. Riêng phường 12, thành phố Đà Lạt, địa bàn trồng hoa cúc trọng điểm của Lâm Đồng có gần 100 hectare canh tác cây hoa cúc, nhưng có tới 60% bị thiệt hại do dịch bệnh. Thì nó giống như là trên cây cà chua, nó không truyền qua giống, như vậy là cây xà lách là trồng lên là cây khỏe, đấy, và cũng không truyền qua tiếp xúc gạo, và cũng chỉ là giống như trên cà chua, chỉ qua con đường duy nhất là qua quả trĩ, và đặc biệt là cái con virus mà gây hại trên cây hoa cúc và cây xà lách thì phổ cái chủ rất là rộng, nó có thể gây hại trên 1.000 loại cây cơ. Đấy, cho nên là làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được cả các ký chủ phụ của nó nữa. Đấy, vừa vector vừa ký chủ phụ. Trước tình hình dịch bệnh do virus TSVKV, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức tập huấn, tìm kiếm một số thuốc trị bệnh, mời các chuyên gia trong và ngoài nước về nghiên cứu tìm giải pháp đối phó và xây dựng các mô hình trình diễn để nông dân học hỏi. Do bệnh chưa có thuốc đặc trị nên ngành chức năng khuyến cáo nông dân áp dụng các biện pháp phòng là chính. Trong đó cần áp dụng các giải pháp tổng hợp như chăm sóc cây trồng tốt nhằm tăng khả năng kháng bệnh, phun các loại phân bón lá có chứa canxi, magie, sắt, kẽm, luân canh để cách ly bệnh, nên nhổ và tiêu hủy cây bị nhiễm bệnh để tránh lây lan, không ươm giống cúc trên khu vực đã nhiễm bệnh, vệ sinh vườn sạch sẽ và trồng cây trồng nhà kính, nhà lưới nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Thưa quý vị, câu chuyện đáng chú ý vừa rồi của chuyện nhà nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc có thể gọi điện về số 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.